Tiểu sử Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto 16 Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto 16 đã được Chúa gọi về lúc 9 giờ 43 phút, tức 15 giờ 43 phút giờ Việt Nam, thứ Bảy, ngày 31 tháng 12 năm 2022, tại Đan Viện Mẹ Giáo hội Mater Ecclesiae, nội thành Vatican. Để từng nhớ người cha chung của giáo hội, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những dòng tiểu sử của Ngài bảng tiểu sử này đã được trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam đăng dịp ngày từ nhiệm hồi cuối tháng 2 năm 2013. Đức Benedicto 16 sinh ngày 16 tháng 4 năm 1927 vào thứ Bảy tuần thánh tại Mark Am Inn thuộc giáo phận Paso, Đức Quốc và được rửa tội ngay ngày hôm đó. Cha của ngài là một nhân viên cảnh sát xuất thân từ gia đình nông dân Mẹ của ngài trước khi kết hôn từng làm nghề nấu nướng ở một số khách sạn, một gia đình công giáo bình dân và đạo đức. Thời thơ ấu và thiếu niên của Đức Benedicto 16 trôi qua êm ả ở Charlestown, một ngôi làng nhỏ gần biên giới Đức-Áo, cách Sombert 30 cây số. Chính nơi đây, ngài nhận được nền giáo dục căn bản về nhân bản, văn hóa và đức tin Kitô giáo tuổi thanh xuân của ngài rơi vào một giai đoạn khó khăn của xã hội. Chế độ Đức Quốc xã có thái độ thù nghịch với giáo hội công giáo. Chàng thanh niên Joseph Ratzinger tận mắt chứng kiến cảnh các linh mục bị đánh đập trước khi dâng lễ. Cũng chính trong giai đoạn này, ngài khám phá ra vẻ đẹp và chân lý nơi Chúa Kitô, phần lớn là nhờ ảnh hưởng của gia đình luôn sống tốt lành và cậy trông vào Chúa, gắn bó với giáo hội trong mọi hoàn cảnh. từ năm 1946 tới năm 1951, Ngài học triết và thần học tại Freising và Đại học Munchen. Ngày 29 tháng 6 năm 1951, Ngài được thụ phong linh mục. Và một năm sau, Ngài bắt đầu dạy học ở trường cao đẳng Freising. Năm 1953, Ngài nhận bằng tiến sĩ thần học với luận án Dân chúa và nhà chúa trong tư tưởng của Augustino về giáo hội. Bốn năm sau, dưới sự hướng dẫn của Gottlieb Sonjen, một giáo sư nổi tiếng về thần học cơ bản, linh mục Joseph Ratzinger nhận thêm một bằng tiến sĩ với luận án Thời gian và lịch sử theo thánh Bonaventura. Sau khi dạy thần học cơ bản và tín lý tại Freising, Ngài tiếp tục dạy ở Bonn từ năm 1959 tới năm 1963, tại Munster từ năm 1963 tới năm 1966 và tại Tübingen từ năm 1966 tới năm 1969. Trong năm 1969, ngài dạy về tín lý và lịch sử tín điều tại Đại học Regensburg, đồng thời là phó viện trưởng tại đây. Từ năm 1962 tới năm 1965, ngài góp phần đáng kể cho Công đồng Vaticano II với tư cách chuyên viên là cố vấn thần học cho Đức Hồng y Joseph Fringe, Tổng giám mục Cologne. Với những hoạt động trí thức phong phú, ngài được đề nghị làm việc cho hội đồng giám mục Đức cũng như ủy ban thần học quốc tế. Năm 1972, cùng với hans Erf von Bantasa và nhiều nhà thần học nổi tiếng khác, ngài khởi xướng tạp chí thần học Communio, hiệp thông. Ngày 25 tháng 3 năm 1977, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI đặt ngài làm Tổng Giám mục Munchen và Freising. Ngài chọn khẩu hiệu Người Cộng tác của Chân Lý và ngài giải thích một đằng khẩu hiệu này diễn tả mối tương quan giữa công việc trước đây của tôi trong tư cách giáo sư và nhiệm vụ mới. Cách tiếp cận khác nhau nhưng điều chính yếu vẫn là phục vụ chân lý. Đằng khác, tôi chọn khẩu hiệu này vì trong thế giới ngày nay dường như chân lý bị bỏ quên và bị coi như cái gì đó quá lớn lao đối với con người. Tuy nhiên, nếu không có chân lý, thì mọi sự đều sụp đổ. Cũng trong năm 1977, tại Công nghị Hồng Y vào ngày 27 tháng 6, Đức Phaolô 6 nâng ngài lên hàng Hồng Y. Năm 1978, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger tham dự mật tuyển viện bầu Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô I ngày 25-26 tháng 8 đến tháng 10 ngài lại dự mật tuyển viện bầu Đức Giáo Hoàng do An Paulo II. Năm 1980, tại Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về đề tài, sứ vụ của gia đình Kitô giáo trong thế giới ngày nay, ngài đóng vai trò điều phối, relator. Trong Thượng Hội đồng năm 1983 về hòa giải và sám hối, ngài ở trong chủ tọa đoàn. Ngày 25 tháng 11 năm 1981, Đức Gioan Paulo II Bổ nhiệm ngài làm bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, chủ tịch Ủy ban Kinh thánh và Ủy ban Thần học. Ngày 15 tháng 2 năm 1982, ngài từ giã Tổng giáo phận Munken và Freising để về làm việc tại Roma. Trong thời gian làm bộ trưởng Bộ Giáo lý Đức tin, Đức Hồng y Joseph Ratzinger cũng là chủ tịch Ủy ban biên soạn sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo, được chính thức công bố vào năm 1992. Trong những tác phẩm của Ngài đã được xuất bản trước khi làm giáo hoàng, người ta chú ý đặc biệt đến cuốn Dẫn vào Ki Tô Giáo là tổng hợp những bài thuyết trình của Ngài về Kinh Tin Kính, cuốn Tín Điều và Giảng Thuyết năm 1973 là tổng hợp những bài viết, bài giảng và suy niệm. Ngoài ra, những cuốn sách được thực hiện dưới dạng phỏng vấn như The Ratchinger Report năm 1985 về tình hình đức tin trong thế giới ngày nay, Mối cho đời năm 1996 đã thu hút sự quan tâm của độc giả trên toàn thế giới. Sau khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II qua đời, các hồng y đã triệu tập mật tuyển viện và ngày 19 tháng 4 năm 2005, Đức Hồng Y Joseph Ratzinger được bầu làm Giáo Hoàng, lấy tước hiệu là Benedicto XVI. Lời đầu tiên vị Tân Giáo Hoàng gửi đến toàn thế giới là: Anh chị em thân mến sau vị giáo hoàng vĩ đại do an phaolô hai các hồng y đã bầu chọn tôi một người thợ đơn sơ và khiêm hạ làm việc trong vườn nho của chúa tôi cảm thấy được an ủi vì niềm tin rằng chúa có thể làm việc và hành động ngay cả với những phương thế bất toàn và trên hết mọi sự tôi phó thác mình cho lời cầu nguyện của anh chị em trong thánh lễ khai mạc sứ vụ giáo hoàng Đức Benedicto sáu nói với người tham dự và với cả thế giới. Mọi ý thức hệ về quyền lực đều hành động như nhau. Những ý thức hệ ấy biện minh cho việc tiêu diệt bất cứ cái gì có thể cản đường tiến bộ và giải phóng nhân loại. Còn Thiên Chúa, Đấng đã nên chiên xá tội, lại nói với chúng ta rằng thế giới được cứu độ nhờ Đấng chịu đóng đinh trên thập giá, chứ không phải nhờ những kẻ đóng đinh tha nhân rồi ngài nói thêm, xin cầu nguyện cho tôi, để tôi không vì sợ hãi sói dữ mà bỏ trốn. Sau khi từ nhiệm ngôi vị giáo hoàng vào cuối tháng 2 năm 2013, ngài sống ẩn giật cầu nguyện tại đan viện mẹ giáo hội ở nội thành Vatican.